Những phòng trọ lụp xụp, xuống cấp trầm trọng gồm 2 đến 3 người ở với diện tích chưa đầy 15 m². Đây là hình ảnh phổ biến có thể thấy tại thủ đô, nhất là các khu vực gần khu công nghiệp. Với những người ở đây, mua nhà thực sự là ước mơ xa vời. Chị cũng chưa nghĩ đến cái việc mua nhà bởi vì trang trải cuộc sống hàng ngày còn chưa đủ ăn. Bữa trưa của chị Nguyệt và nữ công nhân cùng phòng chỉ có 2 quả trứng gà đánh lên, hấp vào nồi cơm điện cùng 1 gói mì tôm, ít cơm nguội còn thừa. Hơn 1 tuần nay, 2 nữ công nhân chật vật đi tìm việc tại khu công nghiệp này. Trước đó, khi còn làm công nhân tại Bắc Ninh, họ thường xuyên rơi vào cảnh 1 tuần chỉ đi làm khoảng 3 đến 4 ngày. Những ngày còn lại, 2 chị phải nghỉ ở lại phòng trọ, không được nhận lương hay bất cứ khoản phụ cấp nào. Không đủ khả năng để mà trang trải. Nói thật là bây giờ hiện tại đi làm công nhân ở đây như thế này ấy, cũng không dám nghĩ tới là để mà có tiền để mà mua nhà hoặc là làm nhà gì cả. Nhiều năm tha hương cầu thực, những nữ công nhân chưa từng nghĩ đến việc sẽ sở hữu một căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh hay Hà Nội. Gánh nặng cuộc sống hàng ngày đè bẹp ước mơ chính đáng, thiết thực của họ. Nhìn thấy rõ nhu cầu về nhà ở xã hội, mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định 388 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động thực hiện hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Hơn 70% nhu cầu nhà ở xã hội chưa được đáp ứng. Nhà ở xã hội trở thành cơn khát. Vậy nhưng, nghịch lý nhu cầu lớn, lượng cung lại giảm. Hơn 10 năm sau thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, giai đoạn 2011-2020, 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị với 157.100 căn được xây dựng, chỉ đạt 41,7% kế hoạch đề ra. Nhà ở xã hội, an cư thì mới lạc nghiệp. 1,8 trên 3,78 triệu lao động Việt đang cấp thiết cần nơi an cư. Hàng loạt các nguồn lực chính sách về nhà ở xã hội cho lao động thu nhập thấp đã được triển khai. Nhưng người lao động tiếp cận còn khó khăn. Còn doanh nghiệp thì ngại triển khai do những rào cản về chính sách. Nhiều nút thắt cần được tháo gỡ để hiện thực hóa đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội